bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nguyễn Hồng Nhung sang chạy ngồi siêu xe 10 tỷ đi sự kiện. Dù lẻ loi sau khi chia tay doanh nhân Việt Kiều Mỹ, nhưng nữ ca sĩ vẫn xuất hiện vô cùng rạng rỡ, chứng tỏ sự thành đạt với siêu xe và dắt đầy đồ hiệu. Không chỉ là một trong những ca sĩ được khán giả hải ngoại yêu mến, Nguyễn Hồng Nhung còn liên tiếp ghi dấu ấn qua vai trò làm đại diện cho nhiều thương hiệu tại Mỹ. Cô vừa cùng vợ chồng triệu phú ngành nail, Đồ Nguyễn, Jasmine, Quách tổ chức event tại Houston, Mỹ. Sĩ cho hay, ekip đã phải trải qua nhiều công đoạn thử thân nhiệt và các biện pháp kiểm soát mới yên tâm làm sự kiện. Đến tham dự chương trình, nữ ca sĩ xinh đẹp di chuyển trên chiếc siêu xe trị giá hơn 500.000 đô. Cô diện bộ váy von đen quyến rũ với tà xẻ cao, phụ kiện đeo cổ là vòng ngọc trai đen, lên đến hàng chục ngàn đô. Sau khi chia tay bạn trai thì Nguyễn Hồng Nhung thay đổi phong cách với mái tóc ngắn cá tính, hoạt động năng nổ hơn trong nhiều vai trò. Được biết, người đẹp sống cùng hai con trong biệt thự riêng ở Nam California. Năm 2019, sau khi phát hành album Mộc, Nguyễn Hồng Nhung được đông đảo khán giả đón nhận bằng việc bán sạch 5.000 đĩa, dù trong thời buổi kinh tế khó khăn và thị trường âm nhạc đang hoạt động mạnh mẽ ở mạng online. Nói về việc vì sao làm hình ảnh cho ngành nail, Nguyễn Hồng Nhung cho biết, các khán giả của cô tại Mỹ khoảng 80% hoạt động trong ngành nail nên không có lý do gì phải từ chối. Cô còn chia lớn trong sự kiện khi cùng ban tổ chức đã cho tặng 7 viên kim cương cho khách hàng, mỗi viên hơn 1 carat, trị giá trên 10.000 đô, khiến ai cũng sốc với quà tặng khủng này. Hiện là bà mẹ đơn thân nhưng Nguyễn Hồng Nhung vẫn chăm chỉ chạy sâu trong và ngoài nước. Các con được mẹ ruột cô từ Việt Nam qua chăm sóc để Hồng Nhung yên tâm cho những chuyến công tác của mình. Nữ ca sĩ cho biết, dù trải qua hai lần đổ vỡ nhưng cô vẫn tin tưởng vào đàn ông và hy vọng sẽ có một bàn tay mang lại hạnh phúc thật sự bền vững trong tương lai. Sau sự kiện này, Nguyễn Hồng Nhung về Việt Nam để tham dự buổi ra mắt ca khúc trong MV phim Phượng Khấu do chính cô thể hiện. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.